Vâng, hôm nay mặc dù thời tiết không thuận lợi ở khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm có mưa khá dày hạt, nhưng vẫn có rất nhiều người dân và du khách đến tham quan lễ hội Hoa Anh Đào. Những cành hoa anh đào trong ngày mưa trở nên tươi tắn hơn. Những chậu hoa được sắp xếp bài trí rất hợp lý, dành nhiều không gian để du khách có thể quay phim chụp ảnh mà không làm ảnh hưởng đến hoa. Nhiều bạn sinh viên trẻ khoa tiếng Nhật trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội cũng đến với ngày hội như một trải nghiệm thú vị của mình về một nét văn hóa Nhật Bản. Đến với buổi triển lãm hoa anh đào ngày hôm nay thì cháu cảm thấy rất là vui và thật sự đây là một trải nghiệm rất tốt đối với cháu khi mà được trải nghiệm cái văn hóa Hanami, tức là ngắm hoa của Nhật Bản ạ. Điều mà nhiều người vẫn lo ngại thường thấy trong những lễ hội hoa là việc hái, bẻ cành hoa hoặc chen lấn nhau để chụp ảnh. Thì tại lễ hội hoa anh đào hôm nay, những hiện tượng này không xảy ra. Ban tổ chức cũng đã bố trí đội ngũ bảo vệ và các tình nguyện viên nhắc nhở kịp thời những trường hợp đứng quá gần hoa để chụp ảnh làm ảnh hưởng đến hoa anh đào. Gia đình nhà giáo Trịnh Văn Hải ở khu tập thể Thành Công là một trong số hàng nghìn du khách thủ đô đã đến với lễ hội hoa anh đào. Tôi thấy năm nay, thứ nhất, nhiều hoa hơn, đẹp hơn, cách sắp xếp cũng đẹp hơn, trật tự hơn. Trật tự nó còn thể hiện ở cái chỗ này nữa này. Tức là ở người ở trong cái khu này thì nó cũng trật tự, nhưng mà đi lại nó không lộn xộn như cái kiểu năm ngoái tranh cướp nhau chụp cái ảnh, tôi chụp không thể nào mà chụp được. Còn 2 ngày nữa mới kết thúc lễ hội Hoa Anh Đào. Song với những điều mà ban tổ chức đã làm, cùng với ý thức trách nhiệm của người dân trong ngày đầu tiên, đã thể hiện một cách ứng xử thân thiện của người dân thủ đô, tạo nên một điểm nhấn trong các hoạt động giao lưu văn hóa ở thủ đô Hà Nội.